Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn công tác tới thăm và tặng quà một số trung tâm điều dưỡng thương binh tại Bắc Ninh và Hà Nam. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã thăm hỏi, động viên và bày tỏ biết ơn đối với các thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu trong công cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Bộ trưởng mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thực hiện lời Bác Hồ dạy, thương binh tàn nhưng không phế. Tại đây, Bộ trưởng đã trao quà và số tiền 50 triệu đồng, đồng thời trong thời gian sớm nhất sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng để trung tâm trang bị hệ thống âm thanh cho hội trường. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Duy Tiên, Hà Nam, đồng chí Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đã trao tặng quà và số tiền 30 triệu đồng cho các thương bệnh binh. Ngoài việc động viên thăm hỏi, Chủ tịch Công đoàn Công thương cũng hứa sẽ thường xuyên duy trì việc hỗ trợ cho các trung tâm điều dưỡng và thương bệnh binh, chứ không chỉ vào các dịp lễ Tết, ngày thương binh liệt sĩ. Chuyến thăm và tặng quà của đoàn công tác Bộ Công Thương là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng thời để thể hiện tấm lòng tri ân của tập thể cán bộ ngành công thương với những đóng góp của thương bệnh binh đối với đất nước, góp phần giúp các thương bệnh binh vượt qua khó khăn, vượt bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.